Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sao Việt. Và sau đây là tin tức Phương Mỹ chia sẻ song ca cùng hot boy 18 tuổi trên sân khấu thần tượng Bolero. Trung Quang, hot boy 18 tuổi của đội huấn luyện viên Đăng Trường sẽ kết hợp cùng chị Bảy Phương Mỹ Chi trong một ca khúc đậm chất trữ tình trong đêm chung kết thần tượng Bolero. Tiết mục này là một trong những điểm nhấn hấp dẫn của chương trình, là nhân tố được trông chờ nhất qua mọi đêm thi. Thí sinh Ngô Trung Quang đến từ đội huấn luyện viên Đăng Trường chưa bao giờ làm cho khán giả cũng như huấn luyện viên của mình phải thất vọng. Với những màn trình diễn của mình, đêm chung kết chiến binh duy nhất còn lại ở team Đăng Trường sẽ tiếp tục mang đến sân khấu những ca khúc bắt tai nhất của dòng nhạc Bolero trữ tình này, đặc biệt với chủ đề Đêm tỏa sáng. Ngoài việc hội ngộ đồng đội của mình trong một tiết mục đặc biệt, thì phần dự thi của Trung Quang còn hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ khác. Theo đó, cô bé dân ca Phương Mỹ chia sẻ lần đầu kết hợp cùng Trung Quân trên sân khấu thần tượng Bolero. Với ca khúc chứa đựng nhiều tâm tư cảm xúc, sự kết hợp giữa một cô bé đậm chất dân ca cùng một anh chàng tỏa sáng với Bolero hiện đại hứa hẹn sẽ khiến sân khấu thêm phần ấn tượng. Chị Bảy Phương Mỹ chia sẻ lần đầu xuất hiện trên sân khấu thần tượng Bolero trong một tiết mục kết hợp cùng thí sinh Trung Quang. Trong phần không gian ấm cúng tại phòng thu của huấn luyện viên Đăng Trường, cả ba đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần kết hợp đặc biệt này. Cùng mang màu sắc dân ca trữ tình nên cả hai đã có phần tập luyện khá ngọt. Được biết, ca khúc đặc biệt mà cặp đôi sẽ thể hiện được sáng tác bởi nhạc sĩ Châu Kỳ, một trong những nhạc sĩ ấn tượng của dòng nhạc trữ tình. Đặc biệt, tiết mục được dàn dựng hoành tráng này sẽ khiến khán giả không chỉ ấn tượng ở phần nghe mà còn mãn nhãn ở phần nhìn. Với ca khúc chứa đựng nhiều tâm tư cảm xúc, sự kết hợp Phương Mỹ Chi và Trung Quang hứa hẹn sẽ khiến sân khấu thêm phần ấn tượng. Dễ thấy với sự đầu tư kỹ lưỡng đến từ huấn luyện viên Đăng Trường, Trung Quang sẽ là một nhân tố đặc biệt có thể chạm tới chiếc cúp quán quân của chương trình lần này. Mời các bạn cùng đón xem đêm chung kết thần tượng Bolero mùa đầu tiên được tường thuật trực tiếp trên sóng VTV3 vào lúc 21 giờ, đêm thứ 6 ngày 20 tháng 5 để biết được quán quân đầu tiên của chương trình là ai, liệu Trung Quang, Cao Công Nghĩa, Phương Anh hay Đình Phước sẽ bắt lấy được cơ hội này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!